Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của Em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô tại quận Hà Đông, Hà Nội. Và quý anh chị nào có nhu cầu mua bán xe, trao đổi nhớ liên hệ ủng hộ em Lợi. Bên em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Và hôm nay em Lợi xin quay giới thiệu đến toàn thể quý vị các bạn một chiếc xe bên em vừa nhập về. Xin hân hoan chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đang quan tâm đến kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi xin quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe ô tô Toyota Hilux sản xuất 2013, số sàn 2 cầu, máy dầu. Vâng, xe sử dụng động cơ 3.0. Về thương hiệu Toyota Hilux thì quý anh chị cũng biết rồi, đi khá chỉ là tiết kiệm và cực kỳ bền bỉ theo thời gian. Và đặc biệt là chiếc Toyota Hilux thì cũng đứng top xe rất chỉ là được yêu chuộng ở như trên thị trường Việt Nam. Chiếc xe Toyota Hilux 2013 này nhập nguyên chiếc Thái Lan màu đen và tên tư nhân một chủ từ đầu. Vâng, chiếc xe thì được bác chủ trước rất chi là giữ gìn và bảo vệ toàn bộ. Chiếc xe bốn cánh cửa, cốp trước cốp sau em đã kiểm tra khẳng định với quý anh chị nguyên zin, không có dấu hiệu bị đâm va biến dạng ô tô vừa kính vừa đèn. Và chiếc xe này thì bên em có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70%. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác đăng ký kênh, ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Quý anh chị nào mà có nhu cầu bán đổi các lên đời, liên hệ em Lợi, ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Vâng, vừa rồi em vừa quay xung quanh về cái phần ngoại thất cho quý anh chị xem. Về phần sơn xi bên ngoài thì còn đến 95% là sơn zin và toàn bộ các khe hở cánh cửa cabo rất chi là đều. Và đèn pha và kính đều xịn xòa theo xe, không có dấu hiệu bị rạn nứt. Đây là mặt ca lăng của chiếc xe, khá là đẹp và nguyên bản từ đầu. Với 7 năm sử dụng, toàn bộ nguyên bản hết, khá là nhiều sơn zin. Đây, cái cabo sơn zin rất chi là bóng và đẹp. Với cái góc quay nghiêng thế này, quý anh chị nhìn cái đường sơn zin này. Và toàn bộ lốp thì 5 quả bác chủ trước thay lốp khá là xịn xò. Toàn bộ lốp gần rất chi là dày, độ chống trơn trượt thì khá là cao. Và la răng đúc nguyên zin từ đầu. Với cái tang phanh này còn sáng và đẹp như thế này đấy ạ. Và toàn bộ phần gầm, đây toàn bộ em hướng máy quay vào phần gầm cho quý anh chị xem. Về phần gầm này rất chỉ là khô ráo và em chạy thử thì chạy khá là chắc chắn và không có dấu hiệu bị rò rỉ dầu. Toàn bộ sắt xi là nguyên zin từ đầu. Đây là cái phần sắt xi của chiếc xe, em quay cho quý anh chị xem. Toàn bộ sắt xi là sơn zin từ đầu, không có dấu hiệu bị cắt nối và số khung số máy rất chỉ là rõ ràng. Đây, toàn bộ nguyên bản từ mới. Đây, em hướng máy quay từ phần gầm phía sau cho quý anh chị xem. Toàn bộ phần gầm này hoạt động khá chỉ là chắc chắn, em đã chạy thử kiểm tra. Toàn bộ rô tuyên không có dấu hiệu bị kêu. Và cái cổ xả này rất sáng. Vâng, bên em Lợi cam kết mang đến cho quý anh chị những chiếc xe chất lượng tốt nhất và hài lòng nhất cho quý anh chị. Và đây em hướng máy quay vào phần nội thất bên trong của chiếc xe. Về toàn bộ về phần nội thất bên trong thì được bọc ghế da màu kem, khá là đẹp. Xe sử dụng số hộp số là số sàn và hai cầu. Toàn bộ củ số khá là mới và vô lăng đây không có dấu hiệu bị mòn hai bên này. Vô lăng cực kỳ đẹp. Đấy, nguyên bản từ đầu, chưa có dấu hiệu bị đâm xô và vô lăng cực kỳ mới. Và đây là toàn bộ bóng khí này, nguyên zin hết từ đầu. Đấy, nhìn cái bóng khí và tắp đi này, khá là mới. Thì các bác nhìn cái nội thất là các bác đánh giá được cái xe
bác chủ trước giữ gìn như thế nào. Toàn bộ cái trần thì được bác chủ bọc thêm trần quả chám khá là đẹp đây, cùng với nội thất, cùng với rất là đẹp. Ở như cái ghế của Hilux Gazza rất là dày, và cái hàng ghế lái đây, các bác nhìn quan sát một cái xe ở cái chất ghế lái, ở cái phần lái thì cái xe vận hành được là phải có người lái. Toàn bộ hàng ghế lái này rất chi là căng, là ít ngồi, và người chủ rất chi là giữ gìn. Và từ cái tì tay này, phanh tay này, với 7 năm sử dụng mà không có dấu hiệu bị mòn, và nó cực kỳ đẹp. Từ cái tay nắm quài và tắp bi cánh cửa và củ số vô lăng nó rất chi là đều và đẹp. Đó, xe được trang bị thêm cam hành trình này. Về hàng ghế phía sau đây không có dấu hiệu bị trời rách và cực kỳ mới và đẹp. Đấy. Xe sử dụng hai cầu hoạt động khá là tốt, và toàn bộ táp ly bóng khí nội thất này khá là mới và đẹp. Em ưng cái xe chất xe này, nó khá là hoàn hảo và mới. Về toàn bộ 4 cánh cửa cốp trước cốp sau thì em đã kiểm tra toàn bộ là chỉ zin theo xe hết đây. Toàn bộ đường nét chỉ này khá là khôn, và đường chỉ zin của chiếc xe táp bi 4 cánh cửa mới như nhau. Và đặc biệt là thông số kính thì đều là của hãng Toyota. Đấy, tất cả đều xịn sò và theo năm sản xuất của 2013. Với cái chất xe đây, toàn bộ bậc lên xuống này khá là đẹp, và tem ốc cột bản lề là nguyên zin từ đầu. Đấy, Toyota Hilux cực kỳ đẹp. Và máy dầu đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Vâng, và đây em hướng máy quay vào phần đầu và phần máy cho quý anh chị xem. Về toàn bộ phần đầu là sằng sơn zin hết toàn từ đầu. Và đặc biệt là các cái phần máy, máy là ốc chưa có dấu hiệu bị tháo lắp và cực kỳ sáng đẹp đây. Máy ốc đây, từ tem mác của Toyota, và ốc chưa có dấu hiệu tháo lắp đây ạ. Toàn bộ ốc là nguyên bản, nên là cam kết với quý anh chị máy nguyên zin, chưa đâm va và không bị ngập nước. Đấy là cái điều rất quan trọng, và bên em đã kiểm tra khẳng định với quý anh chị. Toàn bộ cabo chỉ zin hết toàn bộ đây. Đấy. Phanh ABS này, chiếc xe được trang bị phanh ABS tem mác dập của nhà máy còn nguyên đây, Toyota Thailand này, Modern này, đầy đủ hết toàn bộ. Và từ cái phần nhựa của chiếc xe đây, chống nóng này, rất chi là mới và đẹp. Vâng, đây là tiếng động cơ đang hoạt động này, chạy khá là êm, máy không có dấu hiệu bị rung lắc, và máy dầu đi khá là tiết kiệm. Quý anh chị yên tâm, bên em khẳng định mang đến cho quý anh chị những chiếc xe chất lượng hài lòng và hợp túi tiền nhất. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Toyota Hilux sản xuất năm 2013, số sàn 2 cầu. Quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin kính chúc quý anh chị các bạn sức khỏe và sớm tìm được những chiếc xe ưng ý và hài lòng nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.